Triều Tiên, Hàn Quốc và Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc ngày 22 tháng 10 đồng ý rút vũ khí và đồn canh gác ra khỏi làng phi quân sự Bản Môn Điếm trong tuần này, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Hai miền Triều Tiên đang tìm kiếm các biện pháp để trước cuối năm nay rút 11 chốt canh gác trong vòng bán kính 1 cây số tính từ đường phân giới quân sự dọc biên giới. Hai bên cũng có kế hoạch rút tất cả vũ khí khỏi khu vực an ninh chung tại Bản Môn Điếm và mỗi bên cắt giảm 35 binh sĩ canh gác tại đây. Ngoài ra, hai bên cũng chia sẻ thông tin về thiết bị giám sát. Tại cuộc họp hôm 22 tháng 10, ba bên cũng nhất trí rút vũ khí và lực lượng bảo vệ ra khỏi khu vực an ninh chung vào ngày 25 tháng 10 và thực hiện kiểm tra chung trong 2 ngày sau đó.